Xin chào các bác, chào các bác đến với số phần công nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Ở hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một lô cần nữa nhá. Lô cần ngày hôm nay thì toàn bộ sẽ là đều là cần đẹp. Đấy, bán cần zin hết cho các bác nhá, không phải là cần bán phôi. Nhưng mà vẫn bớt cho bác mỗi cây một chút, mỗi cây bớt cho bác 50. Đấy, để cho các bác chơi. Các bác xem ưng được cái nào thì báo cho em nhá. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc hình luôn nhá. Các bác ưng là các bác báo cho em. Ở hôm nay lại tiếp tục lên cho các cây cần spin nhé. Nói chung cái hồng này là hồng VIP, một chiếc cần của dòng lục nhá, spin power, một chiếc cần gần như là hoàn hảo nhất có thể cho bác nhé. Nó sẽ gồm bao đựng cần zin này, lắp chụp bao cần zin, cần ngoại hình đẹp 99%, quá đẹp quá nhá, một chiếc cần cực kỳ đẹp, lắp chụp phụ nhá, lắp đít phụ. Hiện tại nhà em đang có một cái nhà đang xây, thì nhà thỉnh thoảng có xe qua lại hơi ồn thì các bác thông cảm nhé. Ok, chiếc cần số 1 đây, em sẽ để đây cho bác nhìn rõ này, bao zin, chụp zin, một thứ zin hết nhá. Cần đẹp gần như là 99%, một chiếc cần 4m5 cứng BX của Spin Power, một chiếc cần được Nhật sản xuất, một dòng có thể nói là cần đục gần như là đắt nhất nhì rồi. Con này thì vẫn sau với con ngọc trai một chút nhé. Đấy, phôi quá đẹp quá nhé. Cần phôi đẹp mà như em cũng không muốn soi nhiều vì nó đẹp quá rồi, không còn gì để soi nữa. Con này phôi rất là đẹp nhé, phôi rất sáng luôn, định vị nóng, định vị khuyên, phun đều với bác bát titan. Đấy, đít đối trọng quá đẹp quá nhé, đít nó gần như là chưa chạm như thế này. Ôi con này thì chính xác em cũng có đăng một lần rồi, thì con này nặng là 460g quá nhá. Đấy, ngọn đòi bác này 314 nhá, mã này là mã số 1. Ghi ở cần hơi buồn hơn ghi ở bao đi, ghi nó chụp đi, dán cần này tiếc quá, nhìn nó đẹp muốn dán vô. Mã số 1 7.650.000, mã số 1 có nhé. Ok, sang mã số 2. Mã số 2 cũng làm chiếc cần gần như là mới tinh đó nhé. Con này gọi là chiếc cần sút cát. Con này thì có cả hộp luôn, nhưng mà nó vướng gọi em bắt ra ngoài. Bác nào thích lấy hộp thì báo em là sẽ gửi hộp cho bác nhé. Ở đây sẽ làm chiếc cần sút cát của Nhật sản xuất nhé. Nhật thì nó sẽ sản xuất dòng sút là có Pro Sút này, Tewin này, Spin này, Sút Cát này, Sút Nít Đờ Bấm Tôm này. Đấy, những dòng đấy là dòng Nhật sản xuất cơ nhá. Hình như có mấy loại đấy thôi, còn một số loại nữa nhưng mà không nắm được hết. Trước mắt là em nắm cho bác được 4 loại đấy. Cần này là cần chưa sử dụng có nhá. Cần chưa sử dụng thế nào luôn, dài 4m50, cứng EX. Con này cũng được trang bị là vân 2 da toàn thân nhá. Còn Spin kia mặc định 2 da rồi. Nhưng cái dòng sút này là nhiều các bác không nắm được. Nó có một lớp vân 2 da bên trong. Đấy, bác nhìn nghiêng nhìn rõ này. Đấy, nó nổi gân cho bác nhìn rõ chưa? Đấy, nó gân này này. Cái lớp vân vân này là lớp 2 da của nó nhá. Đấy, vân X to cực kỳ luôn. Cái vân con này nó to khoảng tầm 5 ly, gần nửa phân một cái vân. Đấy, ngọn cũng vân 2 da luôn nhá, mới cứng cựa, chưa sử dụng, 4m50 EX, một chiếc cần sản xuất tại Nhật, nặng 380g. Ngọn 223 ly. Con này cần cũng đẹp, em cũng không dán trên cần, em sẽ dán trên cái lắp chụp. Con này giá chuẩn này bán là 2.4 triệu thôi nhá, nhưng mà hôm nay bớt cho bác một chút. Mã số 2 2.350.000, mã số 2 nhá. Xong mã số 3 này, số 3 làm chiếc cần cũng thuộc dòng cực kỳ VIP của Nhật nhá. Con này thì nó chỉ sau con Spin đấy nhá. Bản này sẽ là bản Tewin Power C xong đến T Tewin nhá. Tewin thì mẫu mã cực kỳ đẹp. Con này dài 4m05, cứng EX để cho bác đánh đầu cần, đánh cảm giác. Ngoại hình con này cũng có thể nói là mới tuyệt đối cơ nhé, quá đẹp luôn. Được trang bị là vân 2 da toàn thân. Đấy, đít có cái đế để chống ấy nhá, đế để chống chống bẩn nhá, chống xước, quá đẹp quá nhá. Một chiếc cần Shimano dòng Tewin, các bác nhìn cái vân 2 da của thằng này chưa, vân nó nổi cộm hết luôn nhá. 4m05 EX, bát Fuji, khoen Fuji 6, vân 2 da, màu con này là màu xám bạc ở gốc, phần thân sẽ là màu đen. Nói chung dòng này nhìn rất là đẹp và chất. Đấy, giá con này rất là mềm cho bác chơi thôi nhá.
4m05 EX, cân nặng ba trăm chín mươi gram, cực kỳ nhẹ các nhé. Ngọn trong ba khúc lại khá to, 2.9 ly. Đấy, con này thì không có bao đựng, 3.200.000 nhé. Hàng này bác sưu tầm quá đẹp luôn. Tiếp theo sang cây số 4. Hôm nay thì lên các bác 4 cây sút thôi, nó toàn sút đẹp thôi nhé. Cây số 4 này cũng thuộc dòng khá là đẹp này. Mã số 4 sẽ làm chiếc cần khá là cổ nhé. Con này sẽ được sản xuất tại Nhật, một chiếc cần của hãng Olympic, dài 4m50, cứng 25. Không, đợi chút, đợi em chút. Con này không phải cứng 25, nhầm. Con này ngọn rất to các nhé. Không, cứng 25, ngọn to nhưng mà dòng này chỉ cứng 25. Dòng này nó một dòng thân dài, thân hơi nhỏ. Bit tháo ra để cắm đối trọng cho các này. Đấy nhá, cái này là cái đối trọng nhá, cực kỳ lặng luôn. Đấy, vẫn qua người xây nhà nên là hơi ổn thì các bác thông cảm nhá. Quá đẹp quá nhá. Một chiếc cần của Olympic nhá. Con này được đang bị dàn khoen là khoen xích các bác này. Đấy, vấn đề nó có một bộ khoen xích rất là đẹp cho bác nhá. Đầu u rất đẹp luôn. Phôi đẹp, sáng, cân nặng. bốn trăm sáu mươi gram, ngọn là 3.3 ly, lấy con này các bác là 900.000, mã số 4. Không biết đi chưa, ổn thế nhỉ. Mã số 5 các này, số 5 sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa nhé, một chiếc cần tay dài 6.1 của hãng Daiwa. Carbon con này sẽ là carbon gold, phôi sẽ là màu lâu đất. Con này em cũng đã đăng 1-2 lần đấy ạ, chưa gặp khách. Con này để cho bác câu cá tầm trung 2 kg đổ về là câu rất ok các nhé. Cần còn phôi rất là đẹp, sáng. Đấy, để cho bác đi câu cá rô, cá riếc hoặc câu chép tầm trung là con này rất ngon nhé. Cần nó sẽ khá là nhẹ tại vì nó dòng lóng ngắn, vận chuyển rất là tốt. Đấy, con này thì sẽ báo cho bác cân nặng và giá này, 223 gram, ngọn là 0.95 ly. Con này giá này bán là 700, hôm nay tính các bác là 650k. Đấy, mã số 5. Mã số 6. Số 6 sẽ làm chiếc cần tay của hãng AG King, dài 4m5, chất liệu carbon là 2 carbon nhé. Con này được sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, một chiếc cần tay dòng lóng ngắn, dòng này dòng tầm trung nhé, dòng này thì nó không đắt. Ok, cần rút ra thẳng như thước thôi nhá, rút ra khá thẳng, độ cứng khoảng tầm 3H để cho bác đánh cá tầm trung. Đấy, dòng nóng ngắn này thì bác biết rồi là không thể nào câu cá to được nhá, không có to thì nó sẽ khá là yếu. Đấy, mã này là số 6 này, dài 4m rưỡi, cân nặng là 140 gram, ngọn là 0.95 ly đâu nhá. Đấy, con này ngày hôm nay nếu bác là 450k. Đấy, mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 sẽ làm chiếc cần tay dòng lóng ngắn các nhá. Con này sẽ làm chiếc cần của Hàn Quốc, dài 4m rưỡi, gồm 5 nóng để bác câu rô, câu riếc, câu chép cũng được nhá. Chép thì bác đánh bảo hiểm giúp em. Đấy, đánh bảo hiểm gặp chép là bo cảm giác nhá. Con này thì nó sẽ không cứng, chính xác con này thì thân nó nhỏ, con này thì nó không cứng lắm nhá. Nói chung là dòng đánh cảm giác nhẹ nhàng. Đấy, gặp cá thì các bác bo kỹ lăng là 4-5 cân trời hết nhá. Cân nặng này. Còn nhiều các bác tay to mà đánh bo bằng chết thì dòng này không trụ được nhá. Nặng là 120 gram, ngọn là 0.99 ly. Cũng lấy các bác là 450k, mã số 7. Đấy, số 8 này, số 8 này là chiếc cần ISO ngon này. Số 8 sẽ làm chiếc cần ISO,
của hãng Daiwa, dài 54.2. Bản này sẽ là bản carbon wicker chữ chéo quá nhá. Ở được trang bị dàn khoen là khoen Fuji nội xung xích. Đấy, ngoại hình thì cực kỳ đẹp quá nhá. Phôi bên trong con này còn rất là sáng. Rất là sáng quá nhá. Đấy, để cho bác chơi. Quá đẹp. Con này thì gần như là tương đối hoàn hảo quá nhá. Cần được như này là quá đẹp quá nhá. 5m4 là số 2, bát Fuji, khoen Fuji. Cân nặng này. Dòng đẹp đẹp mà đợt 2 đợt 3 đi giờ đang rất là hiếm có nhá. Ngọn là nặng là 230 ly, ngọn là 1.36 và giá là 1.400.000, mã số 8. Mã số 9 này, số 9 này là chiếc con này, số 9 sẽ làm chiếc cần của hãng LFT, dài là 6.3, đọt là đọt 2 các nhá. Được trang bị bát là bát Fuji. Đấy, khoen là khoen Fuji. Con này phôi cũng gần như là hoàn hảo nhá, 89% luôn, qua nhìn phôi rất là đẹp này. Đấy, phôi rất là đẹp luôn, một chiếc cần của LFT. Ui, quá đẹp. Một chiếc cần 6.3. Đợt 2. LFT vân đen nhá. Khoen xích đen. Cân nặng này. 304 g. 1.7 ly. 1.700.000 các nhá. Mã số 9, quá đẹp luôn. Hai chiếc cần này là quá ok các nhá, hàng hiếm. Sang cây số 10 này, số 10 cũng làm chiếc cần rất là ngon nhá. Con này sẽ thuộc dòng chiếc cần dòng tay chợ máy. Một chiếc cần tay chợ máy của hãng Daiwa, gần như mới tuyệt đối nhá. Dài 39, độ cứng ở đây là độ cứng 1. Bát là bát của Daiwa luôn. Khoen là khoen Fuji nội xung xích. Vân sẽ là vân dòng vân hai da, dòng ba sợi không nhá. Đấy. Quá đẹp quá nhá. Mới tinh. Một chiếc cần tay chợ máy cực kỳ lẩy để cho bác chơi. 39 đợt 1, cân nặng các bác này. 120 g. Ngọn là 0.9 ly các nhá. Em bóc lại cái tem cái giá con này hôm qua. Vì cái dòng này thì bây giờ đang rất là không có nhiều. Ok, con này thì nói các bác là 1.050.000. Đấy, mã số 10 nhá, một chiếc cần tay chợ máy bản đẹp carbon wicker, gần như là tuyệt đối nhá. Đấy, tiếp theo sang mã thứ 11 này, 11 cũng là hàng đẹp nhá. Ở những chiếc cần đẹp mà được tuyệt đối như này thì các bác có thể nói là cực kỳ khó, vì nó gần như là chưa sử dụng một chút nào. Trên bát là còn chưa còn có đặt cái bát vào để câu luôn các nhá. Xin là mức độ mà cần tuyệt đối mới này thì giá nó sẽ hơi êm hơn một chút. Đấy, một chiếc cần zoom. Đây sẽ làm chiếc cần được Nhật sản xuất, bản X zoom, dài 5m4 đến 6m, độ cứng 2. Được trang bị vân dàn khoen khoen Fuji nội xung xích, còn vân hai da của nó này sẽ là hai da bông đó nhá. Các bác có thể nhìn thấy nè. Đấy, nhìn nghiêng. Đây này, không lấy nét nhỉ. Nhìn nghiêng cái vân nó sẽ hơi như bông bông, nó sợi bông vải nó cứ uốn lượn nhá. Đấy. Cần mới con này khẳng định bác mới là 100% luôn. Chưa xuống nước một lần nào, nặng là 239 g. Một chấm 27 ly. Đợt 2 quá ok lắm nhá. Đợt 1 thì nó cũng thường thôi, nhưng mà đợt 2 zoom được 54, zoom đến 6m. Cần mới chưa sử dụng, về cho bác sưu tầm. Hoặc các bác thể bác nào mà chơi mới con mà chơi con này, 1.400.000, mã số 11. Mã số 12. 12 thì nó y chang con này thôi nhá, nhưng mà chiều dài và thông số nó khác nhau. Còn ngoại hình và đời là như nhau. Dài là 48, zoom 54. Độ cứng là 0.6 hoặc là đọt 0.6. Đấy, các bác nào thích gọi độ cứng thì độ cứng. Hai ba nay có khách bảo anh hay quen gọi bằng độ cứng, chú gọi đọt anh chả hiểu gì. Ok anh, cái này thì gọi đọt cũng được mà gọi độ cứng cũng được các nhá. Thành thói quen thôi. Chứ anh em nào chơi chuyên rồi chỉ cần nói từ chuyên ngành phát là anh em nắm được ngay các nhá. Đấy, con này thì vân có hai da nhá, phôi rất là đẹp luôn, sáng.
khoen Fuji nội xuất xích long lanh luôn. Đấy, cân nặng này, con này thì hơi rẻ hết cỡ, không dám nữa nhé. Nặng là 155g, ngọn là 1.28 ly, giá này là 912. Đấy, một chiếc cần thuộc dòng ISO nóng bé. Ok, sang mã thứ 13. 13 sẽ làm chiếc cần cũng thuộc dòng VIP nhé. Đây sẽ bản chiếc cần bản XC4. Bọn em hãy đọc Excellent 4, còn bản Mega 4 nữa. Đấy, cần này cũng cực kỳ đẹp các nhá. Nắp chụp zin. Cần gần như là đẹp long lanh. Được trang bị bát titan. Khoen Fuji là loại xứ xích, bản này là bản thân bé nhá. Phôi dòng Mega. À, không, phôi Pogomet chứ quên. Cái Pogomet ở chỗ thân cần này, các bạn cái này. Nó là chỉ cái công nghệ vân của cái cần này. Đấy, định vị là định vị lóng này, định vị khuyên ở dưới này, còn ngọn thì chỉ định vị lóng, không định vị khuyên nhá. Đấy, cực kỳ đẹp, 5m3 đột 1, bát titan. Con này thì lại không giảm giá được có nhá. Con này thì cân nặng này 149g, ngọn là 0.9 ly, giá là 1.100.000 nhé. Mã 13 Mega 4, à đâu, Excellent 4. Ok, xong mã thứ 13. Mã 14 này, mã 14 sẽ làm trước cần đọt mềm có nhé. 5m3, mà đọt con này là đọt 0.6. Đợt 1 thì nó rơi khoảng tầm 1.050.000. Đợt hot thì 1.1.000, còn đợt này thì chắc giảm đi một chút xíu. Mà con này đợt 0.6, con này 0.8 nhá. Khoen một độ cứng mới tinh này. Đấy, không lỗi làm gì, cực kỳ đẹp. Vân hai da. Bản con này sẽ là bản Wicker Direct Power nhá. Bản này giá mới rất là đắt. Cần rất là nhẹ, vân hai da, hai lóng ngọn trên cùng trên carbon xoắn vòng màu đen. Đấy, ngọn trên cùng sẽ là vân vải. 54 là 0.6 nhé, 1.63 ly, à 1.63g, ngọn là 0.88. Đấy, cho các bác nào thì đánh đợt mềm 850k, mã số 14. Mã 15. 15 thì sẽ là một cái bản bản nào nhỉ, đây cái bản hai, để em đợi tí để em đây, hai cái bản này giống nhau nhá. Bản này thì cần nó sẽ rất là nhẹ và rất là mảnh các bạn ạ. Hai bản này là giống nhau nhá, chỉ khác nhau mỗi cái này nó là màu cam, cái này nó là màu đen thôi. Bản này bản U nhá, U nó sẽ là bản tay trợ máy, còn bản này là bản ISO. Mà con này đọt thì nó là đọt siêu to khổng lồ nhé. Đọt không, đọt nhỏ nhất trong các loại đọt. Đấy, độ cứng thấp nhất trong dòng ISO của nhé. Là cứng không. 54 cứng không, bát titan. Được trang bị vân là vân Pogomet. Vân cực kỳ đẹp. Mà đọt con này thì nó nhỏ mà nó mảnh quá nhé. Đọt con này thì nó mảnh và nó nhỏ như cộng 4 vậy. Đây các bác này, cái ngọn ISO em uốn cong các bác nhìn rõ chưa ạ? Ui. Ngọn trên cùng này sẽ là carbon đặc nhé. Mới gần như là tuyệt đối nhưng mà hơi mềm. Cân nặng và giá cho bác con này này. Nặng có 120g thôi. Ngọn là 0.86 ly. Đấy, nói chung là quá mềm đi. Mềm này thì nói thật các bác là mềm này thì ít người chơi. Một số anh em thích dị thì anh em chơi kiểu này. Còn đa phần anh em tay tầm trung thì đa phần thích đột 2. 1.5 đột 2 rồi đây. Đấy, con này thì lấy các bác là hôm trước lấy các bác bao nhiêu nhỉ? Con này hôm nay giảm cho bác 50. Vì nó độ nó hơi mềm nên nó hơi kén khách một chút xíu. Ok, không rẻ hơn nữa, 800.000. Em tưởng 900 thì bớt cho bác 50, 800 không bớt nữa. Lấy về 800. Ok, xong mã 16 này. 16 sẽ làm chiếc cần của Olympic nhé. Olympic thì dòng ISO gần đây thì không có cái nào hot mấy nhé. Ít lắm, một số thôi. Còn đa phần là tầm trung nhiều.
Đây sẽ làm cho cần Olympic dài 5m3 đợt 2, bát là bát slip, khoen là khoen Fuji nó sẽ xích các nhá. Cần này độ mới tương đối cao. Bên trong phôi rất sáng quá nhá. Đấy, không lỗi làm gì, ngoại hình còn đẹp, cái đỏ này cái để nó chặn cái đầu chụp thôi nhé, chứ không có gì cả. Chặn đầu chụp, chặn khuyên để cho nó đỡ bị dồn hay là đỡ bị tuột gì đó. Đấy. Cân nặng cho bác này. 235g. Ngọn 1.52 ly, 650k. Mã 16. Mã 17 này. 17 sẽ làm chiếc cần cũng thuộc dòng hiếm nhá. À, bản này thì bác biết rồi, 45 đột 3. Con này mà ngoại hình đẹp long lanh nó phải 2 triệu một cây nhá. Cái bản thông số này giờ đang rất là ngon nhưng mà lại không được kiếm được, quá ít luôn. Em lấy được một con này thì nó tầm trung thôi nhá, nó lại không đẹp, phôi thì có xước sát. Các bác nhìn thấy là phôi nó bị xước nhá. À, cần đẹp các bác chỉ rơi lên ánh điện thôi, các bác nhìn có biết ngay. Con này của em thì ngoại hình không đẹp lắm các nhá. Ngoại hình con này tầm trung thôi, không đẹp. Ngọn sẽ là dòng vân vải nhá. Dòng này sẽ có định vị nóng cho các bác. Định vị nóng gốc này. À, định vị nóng này. Có định vị nóng nhá. À, con này thì chính xác là đầu bu đã bị thay rồi. À, con này thì đầu bu bị thay nhá. Con này thì 4m là 4m rưỡi, đọt là đọt 3. À, ngoại hình tầm trung, con này sẽ lấy bác giá mềm này, cân nặng này. 245g. Ngọn là 1.02 ly, con này lấy các bác là 1.300k đấy nhá. Đấy, mã 17. Còn nếu mà nó mà zin nó đẹp thì nó phải 2 triệu hơn, 45 đột 3. Tiếp theo sang mã 18 này, 18 cho 48 đột 3. Đấy, con này thì là một chiếc cần của hãng Direct Power, à đời Direct nhá. Còn hãng vẫn là hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật. Đấy, những chiếc cần này, một chiếc cần kia thì giá mới nó cực kỳ khủng khiếp nhá. Toàn 7 triệu hoặc hơn, 7 triệu một cây. Con này thì vân hai da còn rất là đẹp con này. Đấy, vân con này còn rất là đẹp nhé. Con này thì các bác nào thích đánh chép dịch vụ, các bác đánh cá chép bo mà tương đối ổn ấy, thì bác đánh con này. Con này đánh chép dịch vụ thì bác bo chép 3-4 cân thoải mái luôn nhé. À, con này thì cái chủ sở hữu của cái cần này nó đang sơn một cái lớp sơn trắng trên ngọn. Đây các bác nhé, các bác cái lớp sơn về các bác có thể tự bóc ra được. Đấy, em thì em lười, chính xác là tính của em nó hơi lười. Em không muốn đánh bóng đánh bảy cần của mình, lấy sao thì em bán vậy, có sao thì bán thế luôn. À, cái ngọn này về các bác có thể lấy cái móng tay của mình các bác già đi nhá, nó bung hết cái lớp sơn, sơn này nó sơn đều mà họ thích để đầu cần để cho nó dễ nhìn ngọn thôi, nhưng mà khi mà bọn em bán thì nhìn nó hơi bẩn và nó sẽ mất giá, kiểu như một người phụ nữ đẹp mà không biết trang điểm ấy thì nó cũng cười vậy. Bản chất rất đẹp nhưng không trang điểm nhìn không đẹp cho lắm. Đây đây, về các bác có thể bóc ra nhá, bóc cái lớp sơn này ra thì nó còn rất là đẹp. Đấy, con này thì nó chỉ có mỗi chỗ đấy thôi. Và thứ hai nữa, cái đầu bu này đang bị thay rồi. Đấy, mất đầu bu này, mất mỗi bu rồi và bị sơn cái ngọn đấy nhá. Còn lại thì cần phôi rất đẹp, khoen rất đẹp. Đấy, hơi tiếc một chút xíu, nếu mà chiếc cần này mà nó được đạt chuẩn nó phải tầm 2 triệu một cây nhá. Bản 48, 45, 53. Nặng là 200, ngọn là 1.8 ly nữa nhá. Nặng là 266g. Con này lấy các bác là 1.400k. Đấy, đắt hơn con kia một chút xíu thôi. Hai chiếc cần là bản 45 48 nha, hàng cực kỳ ngon. Rồi sang mã thứ 19 19, 20 21 22, hôm nay lên 22 cây thôi. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Suzumi, sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Đây là chiếc cần dòng cần hai khúc, dài 1m8, được trang bị dàn khoen là khoen lá nó xước xích, độ cứng ở đây là 30 đến 50, để cho bác câu trên thuyền, trên ghe, trên bè. Đấy, mã 19 nhá, ngoại hình gần như là đẹp tuyệt đối, cân nặng này. Hôm nay con này giảm cho bác 50k, nặng là 200g. Ngọn 2.11 ly, 650k nhá. Đấy, mã 19. Mã 20. 20 sẽ là một cái cần của hãng Daiko nhá. Daiko thì bác biết rồi, một dòng cần được sản xuất ở Nhật, một hãng nội địa Nhật sản xuất. Sản xuất cực kỳ nhiều hàng chất lượng ở cái dòng tên Daiko đấy nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần Daiko dài 1m8, một chiếc cần một khúc, size là size ML. ML sẽ tải màu cho bác là 3/16 đến 5/8 OZ, cước từ 8 đến 16 lb. Được trang bị máy là máy ngang, khoen là khoen Fuji loại sư gold.
thân là thân à, loại xúc xích thân gôn nhá, một khúc, cân nặng 166 gram. Con này có một nhược điểm nhỏ là ở đít này nó đang bị vỡ mất một chút bần cơ nhá, à, vỡ một chút bần. Thì các bác về các bác có thể em thấy trên mạng hay cho mình tô mà các bác là mài nó chung hơi bựa nhá, bác lấy cái bần khác các bác gắn vào đây xong bác mài thì ok nhá. Cân nặng này con này bình thường nếu mà không bị bần này nó sẽ khoảng tầm 1,2 triệu 1,3 triệu cây này, nhưng ngọn là 1.7 ly, cân nặng sẽ là 117 gram, và giá con này là 1 triệu tròn nhá, một chiếc cần lưu một khúc của Daiko thì bác khỏi nghĩ rồi. Ok, các bác làm chiếc Daiko mà đợt cao hơn chút xíu nữa vào đánh con 21 này nhá, 21 này sẽ làm chiếc cần của Daiko nhưng nó là dòng máy đứng, và con này thì còn rất là đẹp, bản này sẽ cao đời hơn kia chút xíu, chiều dài con này sẽ là 2 mét, size ở đây sẽ là size N để cho bác đánh mồi từ 1/16 đến 1/4 OZ nhá. Ở N thì nó rơi khoảng đánh tầm 10 gram đổ về, cước 8-4 NB, Daiko sản xuất tại Nhật, khoen là khoen Fuji nội xứ xích, dòng thân thép trắng nha, cực kỳ đẹp luôn, cần cực kỳ lẩy. Đấy, một chiếc cần Daiko, con này thì hôm nay giải cho bác 50k này, nặng 125 gram, ngọn là 2 ly nhá, lấy bác là 1.150k, đẩy mã 21. Và mã 22 sẽ làm chiếc cần cuối cùng, con này sẽ làm chiếc cần thuộc dòng Heichi, dài là 2m1, một chiếc cần của Ruby, sản xuất bản này sẽ sản xuất tại Nhật các nhá. Con này thì nó sẽ là cần 3 khúc, nhưng mà gần như là 2 khúc thôi, cái 3 khúc này thiết kế chỉ để chứa cái ngọn bên trong thôi nhá. Đây là chiếc cần Heichi dài 2m1. Đấy, khi các bác mà câu xong ấy là các bác rút cái phần đít này ra này, rút cái đít này ra. Đấy, là các bác lấy cái ngọn này các bác cắm cái đít này, xong đút cái đít này vào cái ngọn này là các bác sẽ được một chiếc cần Heichi đút vào trong. Khuyên con này sẽ là khuyên thép chống rỉ nhá. Đấy, trên ngọn cũng vậy, một dòng Heichi tựa Ikada cứng. Con này thì khá là to và nặng nhá, dòng này cứng khỏe, bát Fuji, khoen Fuji. Chân keo con này thì hơi xấu, hơi bẩn một xíu, về các bác có thể gia cố lại nhá. Con này ngọn là 1 ly nhá, cân nặng 140 gram, lấy các bác con cuối cùng này là 400 ngàn. Đấy, chỉ cần cuối cùng ngày hôm nay, mã này mã thứ 22, mã 22 các bác là 400k nhá. Đấy, hôm nay các bác tổng cộng 22 cây, thì các bác xem ưng được cái nào thì báo cho em, hẹn các bác vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.